Thì hôm nay mình nói bây giờ còn mấy đứa nữa tới con. Thiên Nhật Phương con lên con nói chuyện. Con đang quay con nói mấy câu đi. Con cũng rộng mà. Cô lựa mấy con rộng ra nói chuyện. Nói chuyện đi rộng. Trên cũng quay đi anh. Dạ đang quay sư phụ. Cô mới bước ra nãy giờ nhiều 10 phút rồi. Là người. Không biết làm gì không? Cha nãy giờ đứng đây. Cha kêu bộ ra ngoài đó nói chuyện. Con có biết binh tướng mà thằng hầu cha đó từ cái núi tuốt đằng kia mà mấy ông đứng dài tới đây con đếm thử nhiều người, mấy triệu người á. Thì cha nói là thứ nhất là mấy đệ tử nãy giờ mình nói cha nghe nãy giờ đứng đây nè, thì dạy cho sụ nói chuyện với mấy con thì ba vấn đề. Đề đó, vấn đề nhà, vấn đề mới nay thì đại khái là những gì hồi nãy giờ mấy con dám nói cha đứng đó, cha chứng hết á. Cha nói mừng cho dù có mấy đệ tử trung thành tốt, mình không có sai với thượng đế nha các con, rất là gần, nhất là đỉnh núi này luôn. Những cái gì mà thụ nói ra đều là lời thật, lòng thật. Ở cái thời đại nó lạ thì cho nên chỉ có một người lạ trong 8 tỷ người là vậy thôi. Mấy ông kiếm không ra người thứ hai. Ok, Thiên Hữu Tính đâu rồi? Nãy giờ nó không có bòi, có bòi với Thiên Cá đâu rồi ta? Thiên Cá đâu? Ngày hôm qua cá săn quá. Với Thiên Cá, quên lộn Thiên Ngư. Ngư tức là cá, ngày hôm qua ông săn quá, bữa nay thôi chút lên nó không săn rồi. Cho vài nam vô đi. Vì ai nữa? Ở sao mấy mấy nam muốn lên rồi? Thiên Tính có gì phát biểu không con? Dạ Thiên Tính lên chưa? Điện thoại có ai vậy? Điện thoại có ai tắt vô? Tính có gì không con? Đệ tử này cũng được lắm à. Không biết có đệ tử nữ nào chấm nó mấy nút không? Giả luôn cho rồi. Rồi có gì phát biểu? Kính chào tất cả các gia đình họ Thiên Tâm trong đây. Thiên Tính thì không có gì hết ngoài cái nguyện ước là mong sư phụ sớm đưa cha mẹ sớm cho sư phụ được phép về Việt Nam sớm và cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, Nam Việt luôn luôn được sống trong hòa bình, an lạc, thanh tịnh và toàn cõi thế giới cùng tất cả gia đình họ Thiên luôn luôn được phát triển rộng rãi, sau này trở thành một đại gia đình. Và chào con vị chỉ cầu nguyện xin đạo Thiên Tâm luôn luôn được phát triển một ngày một lớn để tất cả con rồng cháu tiên được chung về một mối. Và riêng bản thân con thì xin nguyện trọn đời đi theo sư phụ. Rồi chạy bất cứ lúc nào cô ngồi cho ngồi đi đâu ai có hữu duyên thì cũng xin một lòng giúp sư phụ luôn. Dạ con xin hết. Thí dụ như thụ viện nè, công an nó tới nó đè cho vụ xuống rồi còn lúc còn làm gì? Cần phải đè cho ra. Chết sống cũng phải nói cho đã nghe, đúng không? Ai còn?
Dạ, nói chung là mình làm mọi cách phải bảo vệ sư phụ, không có được để sư phụ bất cứ cái chuyện gì xảy ra, dù con phải hy sinh con cũng phải làm. Rồi cái đó, dạ. Cái đó của mấy vị rồi á, quan nhìn chấp của mấy vị. Ok rồi, Thiên Hương hôm nay nói gì? Thiên Hương có là một tiên nữ trên trời, hình như tầng thứ tư, thứ năm vậy đó. Mà anh chả là ca sĩ trên trời, là càng hát bà xuống đây cho nên có giọng ca hay lắm. Nhưng mà chỗ này mình được ca con number one singing của những lúc mà break time của vô hụ á. Bây giờ con có gì mà tâm sự phát biểu nói? Dạ, con tên là Thiên Hương. Xong anyway thì con cũng là một người đệ tử con nhà Phật. Từ lúc nhỏ con biết về Phật Pháp nhưng mà sau một thời gian thì lúc nhỏ cũng có cái hạnh nguyện là lớn lên đi học, khi mà học xong thì cũng muốn là xuất gia đi tu, không có muốn lấy chồng. Nhưng mà sau đó khi mà học xong rồi lớn lên thì nhìn thấy không có còn cảm giác với thầy, với chùa giống như là những cái ước mong hồi lúc còn nhỏ mình cảm nhận được, mình thấy có một cái gì đó nó không có đúng, nó sai sai. Sao không còn tha thiết với Phật Pháp nữa, mất luôn cái lòng tin về Phật Pháp. Rồi sau khi cũng có nghe ở ngoài người ta cũng có nói về sư phụ, nhưng mà thật sự thì con không có hề quan tâm đến những cái người triệu phú, tỷ phú, con không có màng. Con cũng chẳng để ý đến nữa, mà cũng nghe nói rất là nhiều, nhưng mà không có quan tâm. Cũng không có muốn tìm hiểu, tại vì cứ nghĩ là Ngô Tuấn Kiệt là một người, có thể là một người giàu có tiếng, cho nên nhiều người người ta biết tới. Con không có nghĩ đến cái điều đó để mà tìm hiểu là Ngô Tuấn Kiệt là ai. Xong cũng có khi con nghe nhiều người nói quá thì con mới nghe thử. Con vô YouTube con search cái tên của sư phụ. Xong con nghe sư phụ nói một cái clip thôi, nhưng mà cũng không có nghe hết. Xong con cũng tò mò, con nói không biết Ngô Tuấn Kiệt là ai mà ở ngoài á có nhiều người người ta nói là ông này ổng có tiền cho nên ổng muốn xưng danh ổng là thái tử con của Ngọc Hoài. Rồi ổng muốn xưng cái gì thì ổng xưng, tại vì ổng có tiền, ổng muốn nói gì ổng nói. Con cũng thắc mắc, con tò mò. Con nói để con lên con search con coi Thiên Long Sơn cái địa chỉ nằm ở đâu. Con chạy lên để con coi thử Ngôi Thú Kiệt là ai mà nhiều người ở ngoài người ta nói tới. Và cũng có những người mà con quen biết, người ta cũng là somebody, người ta nói về sư phụ với một cái con cảm nhận được là có cái sự ganh tị ở trong đó. Cho nên con muốn tìm hiểu về sư phụ. Khi con lên, trước khi con lên, con cũng có nguyện trong, con nguyện con xin là con chưa biết cha mẹ, con chỉ biết là Phật thôi. Con nguyện mẹ Quan Âm là cho con được gặp sư phụ. Lúc đó lần đầu tiên con lên con gặp sư phụ thiệt, nhưng mà con cũng chẳng biết sư phụ là ai hết, con không nhận ra. Rồi mới gặp một người bạn ngồi đó, thì lúc đó có cơ duyên được ngồi nói chuyện với sư phụ thì mới biết là sư phụ là Ngô Tuấn Kiệt. Rồi sau đó những lần sau á, con lên thì con không có gặp được sư phụ nữa. Nhưng mà mỗi cuối tuần thứ bảy chủ nhật nào con cũng chạy lên trên niệm Phật đường. Không phải niệm Phật đường, con chạy lên điện Phật. Rồi con lau chùi ở trong đó. Rồi con cũng ngồi thiền. Con quét dọn cái tam cấp mà từ ở trên đó đi xuống dưới, túc ở dưới cho chuồng công luôn. Con thấy dơ thì con cứ quét cho sạch sẽ cho mọi người đi cho thoải mái. Tuần nào con cũng lên con quét cho nó sạch. Rồi suốt một thời gian tới khi Covid cái chùa đóng cửa thì con không có mã số để lên được, thì con ở nhà. Rồi sau này khi mà cổng chùa mở lại đó
cửa núi mở lại, cũng chưa mở nhưng mà con có duyên được biết cái khốt thì con lên, con cũng làm những cái việc mà con muốn làm thôi. Rồi gặp được sư phụ vài lần, nghe sư phụ nói chuyện, nhưng mà cũng chỉ là nghe thôi chứ chưa biết về mẹ nữa luôn. Tới khi mà đến niệm Phật đường đó thì con mới hỏi, ai cũng mặc cái áo có cái dấu thiên phong, con không biết, con hỏi vậy cái dấu này là cái dấu gì mà ai cũng có. Vậy thì con mới biết được, thì ra đây là cái dấu thiên tâm và đây là một cái đạo. Lúc đó con mới biết, bắt đầu mới biết về đạo thiên tâm, là đó là đạo của cha mẹ. Từ lúc đó là biết về cha mẹ, biết về đạo thiên tâm. Và tới cái ngày mà sư phụ làm cái lễ để khấn tế thiên đó, là trong cái ngày đó vô tình con đi lên được trên núi, rồi con thấy mọi người đó đang sửa soạn để cho sư phụ làm lễ tế. Con cũng nhận vô con giúp. Sau đó thì sư phụ nhận con làm đệ tử trong cái ngày hôm đó luôn. Rồi từ đó con tìm hiểu không biết về những cái gì mà sư phụ nói về thiên tâm, về cha mẹ, là cha mẹ là đấng toàn năng, là bậc khai sáng ra vũ trụ. Và tất cả các vị Phật, ngay cả những vị cổ Phật xưa nhất cũng đều là con của cha mẹ, chứ không phải là những vị Phật là những đấng toàn năng, là những vị cao nhất của vũ trụ. Con thấy mất xem, tại vì khi mà vũ trụ còn sơ khai, vỡ còn hồng hoang, thì cha chính là người sáng tạo ra vũ trụ này. Thì tất cha là một vị Phật đầu tiên trong vũ trụ, thì tất cả những vị Phật khác sau này khi ra đời không thể nào có trước cha được. Xong từ hay đó quá, tưởng này giảm đó là những thế hệ sau của thiên tâm đó. Thì con nhận thấy cái điều đó, con tự suy luận ra và con thấy những cái điều sư phụ giảng rất là make sense và rất là khoa học, cho nên con rất là tin, con lấy lại được cái niềm tin đó. Và con thật sự rất là tôn sùng sư phụ luôn. Tóm lại là từ lúc mà tới giờ còn nhìn ngang yêu nhau nhiều hơn không? Thôi, thằng này xưa đâu biết đâu. Tối ngày đệ tử này cứ lên đưa cái hình để mà độ một người không phải dễ đâu con. Khó lắm á. Cũng may độ nãy lẹ, đây cốt này cũng cao lắm á. Nó không thường, nó cứ giữ hết. Thì thôi, gia đình giờ hạnh phúc. Cái bàn thờ ở nhà của đệ tử này rất là trang nghiêm, rất là đẹp. Giờ là những đứa tuổi trẻ này, cái tham mình có thời gian nó học hỏi tiến bộ lẹ hơn những cái đệ tử này rồi, con biết rồi đó. Ok, hoan nghênh Thiên Hương đệ tử sư phụ. Bây giờ lên được nè, lễ chị Mai đâu, Thủy Thiên Văn đâu, ba đứa ngồi đang lượt cho nó mau hết giờ, sư phụ đó bụng. Thấy clip này làm kỷ niệm phải không? Rồi mấy đệ tử ruột lên cho có hình chút. Rồi Mai đâu? Xuân Mai, bắn qua đây. Đây là cũng là number one. Trên trời cũng là ca dữ lắm. Mấy đứa con ca giỏi quá. Đây, Mai thôi, Thiên Mai nè. Là baby hả? Hai đứa có cảm tưởng gì nói chia sẻ với huynh đệ tí muội để em ăn cơm. Dạ, con có một niềm vui là được chia sẻ là vì chồng con đã gia nhập đạo Thiên Tâm và được sư phụ chị làm đệ tử, cho nên con rất là vui vô cùng, không biết nói làm sao hết. Và hàng ngày con cũng có nguyện cầu với cha mẹ là cho chồng con với các con của con là 5 đứa con, 4 đứa con trai, 1 đứa con gái, cùng
gia nhập ở Thiên Tâm để mà tìm hiểu về cha mẹ và học pháp của cha mẹ để được về trời. Thì hôm nay là bước đầu tiên là chồng con đã được gia nhập rồi, thì con rất là vui mừng. Và con cũng nguyện là còn 5 đứa con nữa là sẽ được làm đệ tử của sư phụ, thì sẽ con nghĩ là con sẽ rất là hạnh phúc, rất là vui. Thì con có rất là nhiều chuyện nhiệm màu về cha mẹ, nhưng mà con nghĩ là không có thời gian để kể đâu. Nhưng mà có một chuyện này con phải kể là cách đây là 2007, con biết thờ mẹ lâu lắm rồi, con thờ mẹ 2007, và cũng có nói với hai người bạn cũng thờ mẫu và thỉnh một cái tượng mẫu ở Việt Nam. Thì cái cô đó thỉnh qua thì cho, thì con thờ đến bây giờ, thỉnh mẹ thì thờ đến bây giờ. Thì cách đây 2007 đó là thời đó là con mua một cái căn nhà 1.6 triệu, mà bây giờ là giá 3 triệu mấy nha. Hay quá, mẹ giàu quá. Anh mới có tiền xuống thế nào ấy, tướng cũng. Nhưng mà cái nhà mình đó. Ôi trời. Là lúc 2007 là foreclose, short sale, everybody là coi như chết hết, real estate agent là cũng đại luôn. Mà nhà con á là con vừa có nhà đó là con cũng bị mất business luôn, cũng không trả nổi nữa. Mà đúng ngày 8/10/2008 lập bàn thờ ra cầu mẹ, cầu cha để mà phù hộ cho con làm sao giữ được cái nhà này. Nếu mà con mất cái nhà này là con sẽ bị khùng luôn á, là mất hết tất cả, vì là con invest nhà mua 4-5 căn, bán hết dồn vô căn nhà này, mà mất nhà là mất hết tất cả. Mà trời ơi, người ta sọt xe quá trời. Vậy mà cầu nguyện rí mà cứ làm loan lại, modification loan tới làm lui, vậy mà vượt qua được tới lúc nhà lên lại trở lại bình thường. Thì con rất tiếc là tại vì con không giữ được, là vì 5 đứa con nó phải đi đại học, con không có đủ khả năng để giữ cái nhà đó để mà tiếp tục, thì bán đi. Nhưng mà bây giờ cũng mua được nhà khác thì cũng được qua. Cho nên là nói đến cho các, xin lỗi là nãy giờ con vui mừng quá quên có chào các bác, các cô, các huynh đệ tỷ muội xin tha thứ, là vì mình quá mừng, cho nên con muốn nói ra cái niềm vui của con vậy cho mọi người biết. Dạ, xin hết. Tọt xeo nha, không phải. Dạ, nhưng mà không phải song hành nha, không phải tu.